Mekong Ari, niềm tin làm nên giá trị. Mekong Ari giới thiệu đến quý bà con sản phẩm quản lý côn trùng chích hút MKA với thành phần Thimethoxam 35% có dạng gốm, tác dụng lên hầu hết các nhóm côn trùng chích hút như rầy, bọ xích, bọ trĩ, rệp sáp. Và ngoài ra, Thimethoxam còn có tác dụng trên sâu vẽ bùa. Hoạt chất Thimethoxam quản lý côn trùng chích hút, tiếp xúc vị độc và lưu dẫn mạnh. Với cơ chế tác động vào hệ thần kinh giao cảm, ức chế quá trình truyền tải thông tin về trung ương thần kinh, dẫn đến tê liệt, ngừng ăn và chết sau 24 giờ. Bà con cần lưu ý là sản phẩm chích hút MKA là thuốc thuộc nhóm độc 3, ít ảnh hưởng đến cá và độc với ong, không nên phun vào giai đoạn trổ hoa. Liều lượng khuyến cáo sử dụng là 100g trên 200 lít nước và nên phối hợp với hoạt chất khác nếu áp lực dịch hại cao. Hoạt chất Thimethoxam phối hợp cùng một số hoạt chất như nhóm gốc cúc, cạp ba mát, nhóm lân hữu cơ như hoạt chất Rofenofos và chống lột xác, hoạt chất Burofoyin. Với bộ sản phẩm của Mekong Ari, bà con có thể sử dụng hoạt chất Thimethoxam phối hợp cùng hoạt chất Rofenofos hoặc Emamectin để quản lý khi áp lực dịch hại cao và phủ rộng trên nhện, sâu và bọ xít. Để đặt hàng nhanh chóng và tư vấn về sản phẩm, bà con có thể liên hệ ngay số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc đặt hàng qua các trang thương mại điện tử như Shopee và Sen Đỏ. Chúng tôi sẽ gửi hàng nhanh chóng cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.